Kính thưa quý vị, tài tử Will Smith sẽ không tham dự lễ trao giải Oscar tin từ Los Angeles, California. Nam tài tử Will Smith hôm thứ Năm cùng với vợ là nữ tài tử kiêm đạo diễn Jada Pinkett Smith và đạo diễn Spike Lee quyết định không tham dự lễ trao giải Oscar 2016 vào tháng 2 tới đây nhằm phản đối sự vắng mặt của các diễn viên da màu trong số các đề cử. Will Smith, ngôi sao của phim Concussion, nói về chấn thương đầu trong môn banh bầu dục, là diễn viên da đen nổi tiếng nhất bị làm ngơ bởi những người bỏ phiếu Oscar khi các đề cử được công bố vào tuần trước. Đạo diễn Spike Lee, người đã được trao giải Oscar vì thành tựu trọn đời, và nữ tài tử Jada Pinkett Smith đều nói rằng sẽ không tham dự buổi lễ ngày 28 tháng 2 sau khi không có diễn viên da màu nào được đề cử trong bất cứ thể loại nào trong 20 thể loại về diễn xuất trong năm thứ hai liên tiếp. Spike Lee, Will Smith, Jada Pinkett Smith và đạo diễn phim tài liệu Michael Moore là những ngôi sao lớn duy nhất cho đến nay đã thông báo là sẽ không tham dự đêm trọng đại của kỹ nghệ điện ảnh. Sự phản đối của họ đã gây ra một cuộc tranh luận lớn hơn về sự thiếu đa dạng cả ở Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh lẫn Hollywood. Tuy nhiên, đạo diễn Spike Lee vào hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng hành động của ông là một sự phản đối, không phải là một cuộc tẩy chay.